phần hướng dẫn cách để chuyển đổi đơn vị tính cũng như là khối lượng tương ứng hoặc là định mức của các công tác. Hiện nay tôi có một công trình như các bạn nhìn thấy ở đây, có một số công tác mà cái đơn vị có thể là 100 mét khối, mét khối vân vân như ở đây. Đấy. Ví dụ như công tác mà chúng ta nhìn thấy ở đây là công tác đào đất phạm vi là 50 mét bằng máy ủi 110 CV. Thì cái hao phí cao máy của nó là 0,083. Đấy. Chúng ta để ý đơn vị ở đây là mét khối, nhưng thực chất là không phải mét khối mà đơn vị của nó, đơn vị đúng là 100 mét khối. Nhưng do hồ sơ mời thầu hoặc là các hồ sơ họ lại quy định là tính theo đơn vị mét khối. Nếu như khi chúng ta nhập vào, chúng ta nhập cái mã AB.22122 này vào, thì G8 sẽ hiểu là theo cái đơn vị chuẩn của định mức hoặc của đơn giá thì đơn vị chuẩn của nó sẽ là 100 mét khối, và đương nhiên cái hao phí mức đây là 0,383 này, 0,383k này này là cho 100 mét khối chứ không phải mét khối ở đây. Đấy. Trong khi đó cái 300 này là 300, đúng 300 mét khối mà theo ý của người nhập hoặc là theo ý của cái hồ sơ mời thầu là 300 mét khối chứ không phải là 300 của 100 mét khối. Đấy. Vậy thì bây giờ để cho nó khớp cái con số 300 này với cả cái đơn vị cũng như là cái định mức này thì chúng ta có một số cách làm như sau. Chúng ta vào menu công trình, chuyển đổi đơn vị tính. Thì G8 có hai cách. Cách thứ nhất là đổi đơn vị khối lượng. Cách thứ hai là đổi hao phí định mức của vật liệu nhân công và máy. Với cách thứ nhất, đổi đơn vị khối lượng có nghĩa là giữ nguyên hao phí mức mà chỉ đổi đơn vị công tác và khối lượng mà thôi. Có nghĩa là gì? Là nó đổi cái khối lượng này. Đổi cái khối lượng này và đổi cái đơn vị này. Đấy. Còn cái hao phí mức ở đây thì giữ nguyên. Còn trường hợp thứ hai là đổi hao phí định mức vật liệu công máy, còn giữ nguyên cái đơn vị và khối lượng này. Có nghĩa là gì? Là cái hao phí mức ở đây là đổi theo đơn vị tương ứng. Thế còn cái đơn vị ở đây và cái khối lượng đây giữ nguyên. Giả sử tôi chọn phương án đầu, phương án thứ hai là phương án người ta hay được dùng nhất, đó là phải giữ nguyên cái hiện trạng là cái khối lượng ở đây là 300 cũng như là đơn vị ở đây là mét khối, có nghĩa là 300 mét khối. Nhưng mà cái hao phí mức ở đây tôi phải đổi đi. Hiện nay chúng ta nhớ đây là đang là trước khi đổi đó là 0,383k. Sau khi đổi chúng ta bấm mình tích vào đây, chúng ta chọn xem thế nào. Chấp nhận. Thì khi đơn vị từ 100 mét khối mà chuyển xuống mét khối thì đương nhiên là cái hao phí mức sẽ phải giảm đi 100 lần. Từ 0,383 đã đổi thành 0,00383 ở đây. Thì hao phí mức về cái cam máy ủi đây sẽ giảm đi 100 lần cho chúng ta rồi. Cách thứ hai, tôi giả thiết rằng cái công tác của chúng ta như ban đầu của nó là 100 mét khối nhưng mà người ta mời thầu là mét khối như thế này. Mời thầu mét khối này và đây cũng là khối lượng là 300 và 550 như vừa rồi. Đấy. Công tác này trở về cái hao phí mức tôi đã tra lại thì hao phí mức là 0,383k này là cho 100 mét khối. Nhưng vì đơn vị người ta nhập nhầm là đáng ra là 100 mét khối nhưng người ta nhập nhầm thành mét khối. Vậy giờ chúng ta xử lý biện pháp thứ hai như sau. Chúng ta vào menu công trình, chuyển đổi đơn vị tính. Chúng ta chọn cái thứ nhất tức là đổi khối lượng và đơn vị. Có nghĩa là cái khối lượng này và cái đơn vị này sẽ đổi đi. Còn cái hao phí mức phải giữ nguyên. Đấy. Bây giờ chúng ta chọn cái thứ nhất. Chúng ta nhớ bây giờ khối lượng đang là 300 khối. Và chúng ta bấm chấp nhận. Xong. Thì đang từ 300 khối và đơn vị là mét khối, nó trở về thành là 300 mà chia 100 thì còn là 3 khối và đơn vị đã tăng lên thành là 100 mét khối ở đây. Và cái hao phí mức ở đây vẫn giữ nguyên là 0,383 bởi vì đây là 0,383k này chính là cho 100 mét khối ở đây. Đấy. Và chúng ta để ý là đây có một số công tác thì những công tác nào bị sai, ví dụ công tác số 2 là hoặc là công tác số 4 này. Đấy thì cái đơn vị của nó và cả hai cái ô đơn vị và ô khối lượng này, cái màu nó đổi sang màu xanh. Như vậy là khi mà có những sự thay đổi, khi mà G8 phát hiện ra những công tác nào có sự thay đổi đơn vị thì sẽ đổi cái màu của đơn vị và khối lượng sang màu xanh để chúng ta dễ nhận biết. So với các công tác khác thì cái màu của đơn vị và màu khối lượng nó vẫn là màu đen như ở đây chúng ta nhìn thấy. Như vậy với G8 thì cái việc chuyển đổi đơn vị như này giúp cho cái người làm thầu hoặc là có sự thay đổi theo định mức
mà bắt buộc phải tuân thủ theo cái hồ sơ mời thầu, làm cho cả công trình rất là nhanh. Thay vì là chúng ta phải làm thủ công, là chúng ta vào công tác này, chúng ta điều chỉnh định mức ở đây, xong chúng ta lại vào công tác này, chúng ta điều chỉnh mức ở đây thì rất là mất thời gian. Và định mức đây phải cho cả vật liệu, nhân công và máy, cho nên là cái thời gian chúng ta làm rất là lâu. Thì G8 làm cho chúng ta cùng một lúc tất cả công tác nó rà soát lại chúng ta một loạt thì rất là nhanh. Cái phần hướng dẫn cách chuyển đổi đơn vị cho toàn bộ công trình tôi xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn.